Xin chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hiện tại em đang có mặt tại vị trí là nhà trước mặt là mình là mặt tiền đường Chu Văn An nha quý vị, thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha. Đây là trong ngôi nhà mình nè. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị một ngôi nhà mình nằm tọa lạc tại mặt tiền Chu Văn An nha, thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ở nhà mình thì có diện tích đất là chiều ngang là 8,5m ha, chiều dài là 9,5m, tổng diện tích là 95m, đất của mình là thổ cư 100% nha. Nhà của mình thì hậu thì là 11,5m nha. Quang cảnh của cái đường này là đường Chu Văn An ha. Đây là nhà một trệt một lầu và thêm một cái nhà cấp 4 nha quý vị. Đây là mặt tiền đường Chu Văn An nè. Đây là cái hướng này là mình đi về đường Đống Đa nè ha, kế bệnh viện y học cổ truyền nha quý vị. Đây là đường trước mặt mình là đường Đống Đa đó, ngay ngã tư Đống Đa với Chu Văn An nha. Đây là trước mặt mình là quang cảnh mặt tiền của đường Chu Văn An nè. Đây là đường này thì mình hướng mình đi ra ngoài Lạc Hồng ha quý vị. Đây là khu vực mình, trước mặt ngôi nhà mình là lộ nhựa ha, nằm mặt tiền tại mặt tiền Chu Văn An nha. Từ vị trí này tới chợ Vĩnh Bảo thì có khoảng 5 phút đi xe máy nha quý vị. Đây là trung tâm thành phố Rạch Giá ha. Đây là nhà mình có công năng sử dụng là một trệt một lầu ha quý vị. Mặt tiền đường Chu Văn An nha. Đây là kết cấu nhà thì một trệt một lầu và cộng luôn một cái nhà cấp 4 kế bên nha. Đây là nhà cấp 4 kế bên luôn á. Rồi mời quý vị vô tham quan ngôi nhà mà mình ha. Nhà mình có công năng là hai phòng ngủ và hai toilet nha quý vị. Ở dưới đây thì là phòng khách nè. Ở đây khu này thì mình thấy khu kinh doanh này đa ngành nghề ha, rất thích hợp cho quý vị mua để kinh doanh nè. Khu vực ở đây rất là sầm uất ha. Đây là quang cảnh của cái phòng khách ha. Đây là mời quý vị vô tham quan tiếp ha. Đây là ngoài sau này là phòng bếp nè. Đây là cầu thang đi lên lầu ha. Cầu thang mình được ốp mặt đá hoa cương nha quý vị. Tay vịn thì sắt ha. Đây là tủ bếp luôn là bằng gỗ hết đó quý vị. Để mà quý vị lên tham quan lầu 1 mình ha. Đây nhà mình có diện tích là chiều ngang là 8,5m nha quý vị. Và chiều dài là 9,5m. Còn cái mặt sau hậu là 11,5m nha. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên ha. Phòng ngủ số 1 nè. Phòng ngủ số 1 mình là trần thạch cao ha quý vị. Phòng ngủ số 1 thì có ban công ở ngoài nè. Đây mình ra ban công nè ha. Cửa thì cửa gỗ hết ha. Đây là không gian ban công ở ngoài nè. Khu vực thì khá là đông đúc nha. Đây là mình vô tham quan phòng ngủ số 2 ha. Đây là không gian phòng ngủ số 1 nè. Đây là không gian phòng ngủ số 2 ha. Phòng ngủ số 2 có toilet trong nha quý vị. Nhà mình đang chào bán với giá là 3 tỷ 800 triệu nha quý vị. Quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn giá em cũng có để trên tiêu đề quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.